Lời Chúa theo Thánh Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông, rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta ở đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh ấy đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện người hành khất Lazaro và người phú hộ giàu có của Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn gửi cho chúng ta một bài học của lòng xót thương, là hãy biết yêu thương và quan tâm đến người khác. Đó là cách thế để chúng ta được sống hạnh phúc. Quả thế, việc chúng ta có nhiều của cải do làm ăn lương thiện ngay chính là điều tốt. Và việc tốt lành hơn nữa là chúng ta biết sử dụng của cải ấy cách khôn ngoan theo giáo huấn của Chúa. Do đó, khi Chúa Giêsu kể cho chúng ta biết về người phú hộ giàu có, Chúa không nhằm lên án những người giàu, nhưng Chúa muốn dạy cho hết mọi người hãy biết sử dụng của cải mình có cách đúng đắn. Người phú hộ giàu có bị kết án là vì lối sống khép kín của ông. Sự khép kín đã làm cho ông quên đi một anh Lazaro nghèo khó trước cổng nhà. Hơn nữa phải kể đến sự dẫn dưng của ông trước Lazaro nghèo khó. Sự giàu có cho phép ông ngày ngày yến tiệc để thỏa mãn cái bụng. Sự giàu có trở nên cớ cho ông phạm tội vì ông ích kỷ và thiếu quan tâm chia sẻ cho những người khác. Do đó, chỉ khi đối diện với Đấng là chủ của mọi sự vật chất lẫn tinh thần, ông mới hối tiếc về lối sống vô độ trước kia. Sự thanh tẩy con tim khỏi những bản năng xấu, lòng khép kín, ích kỷ và dẫn dưng trước anh chị em là việc tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa, là điều cần thiết cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không hề tại ở của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào, cho dù là hữu ích như khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật, cũng trong bất cứ tạo vật nào, nhưng duy chỉ ở nơi Thiên Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo của tình yêu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu nồng nàn,
để chúng con biết quan tâm đến anh chị em và sẵn sàng chia sẻ điều chúng con có cho anh chị em chúng con. Amen.